Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 15 chủ nhật. Thì đêm hôm làm thì nó hơi trễ một chút, làm đêm hôm làm tới 9 giờ đêm. Thì khách hàng yêu cầu là biết là 50 cái tờ menu cho quán cơm in ép với lại in 50 tờ A3 lọc cỡ này nè, các bạn thấy cỡ này. Tuy nhiên có được một cái là mình sử dụng cái máy 830 DN nên mình sử dụng xử lý công việc rất là nhanh, rất là hiệu quả. Chứ còn như lúc trước á, thì mình hiện tại bây giờ vẫn đang sử dụng của máy Infun A3 1430W. Thì đối với Infun thì tốc độ nó chậm rồi, các bạn đã biết rồi, tốc độ thì nó chậm. Còn cái máy Inlaye thì tốc độ nó nhanh hơn. Tuy nhiên giữa hai cái thì nó phải có cũng có cái ưu cái khuyết của nó. Tuy nhiên á, khi mà sử dụng 830 DN thì cũng đây cũng hơn năm rồi. Thì mình thấy cái xử lý công việc của nó là rất là nhanh. Và đặc biệt là những cái bạn mà nếu mà cái tiệm của mình á, mà sử dụng cho các cái dịch vụ mà in luận văn tốt nghiệp và có màu á, thì mình thấy là cực kỳ hiệu quả. Tại khi mà các bạn biết là đối với Infun á, thì các bạn nếu mà các bạn in á, thì đối với hai mặt thì các bạn có thể mà sử dụng giấy mà phải là loại giấy tốt á. Cũng định lượng 70 cũng được, nhưng mà loại giấy tốt đó các bạn in hai mặt. Hoặc là không thôi là các bạn phải sử dụng những cái loại giấy mà có định lượng 80 như giấy tốt nhất hiện tại thị trường là Paperwhite hoặc là những dòng cao hơn nữa. Thì khi đó thì nó mới đẹp được, cái tờ giấy nó sẽ không có bị nhăn. Đối với những cái hình, đối với chúng ta mà in phun, đối với những cái hình mà nó nhiều mực thì nó sẽ ra cái tờ giấy nó sẽ bị nhăn hơn một chút ngay chỗ cái hình. Các bạn lý do là khi đó in phun là sử dụng nước mà. Nó phun lên thì nó sẽ có các cái hiện tượng như là giãn giấy, cái hiện tượng giãn giấy hoặc là hơi hơi nhăn giấy một chút. Nếu chúng ta để ý kỹ thì chúng ta mới biết. Nhưng mà đối với cái máy in phun, khi các bạn in thì các bạn không có thể nào mà in hai mặt được, do đó là nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều và mất rất là nhiều thời gian của các bạn. Thì các bạn phải sử dụng in trang chẵn trước, in trang lẻ trước rồi các bạn sẽ quay lại các bạn in trang chẵn. Mà nếu mà trong quá trình mà các bạn in á, mà nếu mà các bạn không để ý á, mà nó bị giấy cộ rồi nó cuốn nó nhăn, đúng không? Cuốn nó nhăn một tờ hai tờ thì các bạn bắt buộc phải in lại cái tờ khác. Nó không có giống như cái máy 830 DN mà những cái dòng trước mình có giới thiệu cho tất cả các bạn. Nếu các bạn cảm thấy mà có đủ điều kiện thì các bạn nên đầu tư con đó thì mình nghĩ nó rất là tốt. Thì mình cũng đã xài qua rồi. Lúc trước mình cũng nghĩ là sử dụng laser thì mực nó rất là mắc và nó sẽ không có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng thì mình thấy thứ nhất là cái tốc độ nó nhanh. Nó tốc độ nó cực kỳ nhanh. Nó chỉ có một cái là mực thì nó đúng là nó hơi cao cho thị trường. Thì một bộ mực của nó thì nằm khoảng 3 triệu. Thì thông thường thì bữa nay trên giá thị trường hình như là 3 màu CMYK thì nó CMY thì xanh đỏ vàng á, xanh đỏ vàng thì nó khoảng 850.000 đồng trên nửa ký. Còn cái mực đen á, là nó nằm khoảng 500.000, thì cái mực đen nó sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên bù lại một cái, tức là nó sẽ cho cái số lượng công việc của các bạn làm nhiều hơn và cái tốc độ xử lý công việc của các bạn có thể là nhiều hơn. Các bạn có thể làm được những cái trong quá trình in thì các bạn có thể xử lý những công việc khác. Ngoài ví dụ như các bạn in một cái cuốn luận văn tốt nghiệp cho nó 500 trang đi. Thì các bạn nó có ưu điểm tức là nó in được hai mặt. Nó sẽ tự động nó in hai mặt rồi, chúng ta không có phải bàn cãi về vấn đề mấy máy in laser 830 DN nữa. Nó in hai mặt. Và cái các bạn biết là khi mà nó in ra thì nó là dạng laser, tức là nó phủ một lớp mực lên. Thì nó sẽ tạo cho một cái trang in nó bóng. Nó bóng, cái này là gọi là nó in phủ chứ không phải nó in phun. Phun là dạng phun thấm. Phun là dạng thấm vào giấy, còn cái này là nó phủ, tức là trên cái giấy nó sẽ phủ qua một lớp mực nữa, rất là đẹp. Nhưng mà đối với những cái cơ sở, nếu mà các bạn đang chuyên về các cơ sở mà in luận văn tốt nghiệp mà có màu thì mình nghĩ đây là một trong những cái dòng máy ở tương đối ở mức độ gọi là trung bình mà các bạn có thể đầu tư được. Còn nếu mà các bạn cũng có thể có những cái dòng máy lớn hơn hoặc là những dòng máy photo màu mà các bạn cảm thấy sử dụng được, thì các bạn đang có nhu cầu, các bạn muốn sử dụng con đó thì mình nghĩ các bạn nên đầu tư. Tại vì khi luận văn tốt nghiệp thì chúng ta không không thể nào mà chúng ta phải ngồi
Ví dụ nếu mà một luận văn cho nó 100 ấy, cho nó 150 một trên 100 trang đây, cho nó 100 trang. Thì các bạn biết là 100 trang mà các bạn in xong một mặt rồi các bạn phải quay lại các bạn đảo thì nó rất mất thời gian, mà các bạn phải ngồi các bạn canh. Các bạn canh thì do đó là nó sẽ rất là lâu. À, còn đối với máy 830D, bạn chỉ sử dụng lệnh in hai mặt, các bạn bấm OK là nó sẽ tự động xử lý hai mặt và nó chạy ra theo từng ấy mà nó chạy rất là nhanh. Đó. Còn đối với máy in full lúc trước mình hay sử dụng thì mình chỉ cũng lúc trước mình không có máy 830D thì mình cũng 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 khi khách hàng tới thì bắt buộc cũng phải in theo kiểu đó thôi, tại vì mình không thể nào mình bỏ khách hàng được. Và với lại đồng ý là lâu thì mình sẽ sử dụng vào cái thời gian tối ấy, mình in thì đó, như các bạn biết là đêm hôm mình cũng lên mình xử lý 50 tờ menu đó, với lại 50 tờ cái A3 thì xử lý công việc rất là nhanh, rất là thoải mái cho mình. Còn đối với mà nếu mà với số lượng đó mà để các bạn mà sử dụng cái máy 8 cái máy in full thì nó rất là chậm, in rất là chậm. Thì in full nếu mà các bạn mà in A4 á, thì các bạn có thể sử dụng cái máy T60 hoặc là T50 hoặc là L800. Thì những đối với A4 thì nó in ở tốc độ A4 thì nó nhanh hơn, tại vì nó các bạn biết là A3 nó dài vậy, A4 nó dài. À, nó dài. Thì khi cái đầu phun nó qua đây thì nó hết rồi, còn đầu phun A3 á, nó kéo qua kéo lại kéo tới kéo lui xong nó kéo qua một đoạn, nó có thời gian nghỉ, nó kéo hết cái máy xong rồi nó nghỉ rồi nó trở lại nó phun. Do đó là đối với in A3 thì cái tốc độ mà in A4 thì nó sẽ chậm hơn là cái tốc độ mà cái máy A4 nó xử lý. À, đó thì các bạn khi mà các bạn làm, các bạn để ý cái máy, những cái máy có như mình sử dụng thì các bạn sẽ có những cái cảm nhận được trong cái công việc của mình. Thì phải nói là cái công việc, đặc biệt là cái những cái công việc mà cuối tháng 12 nè, tức là tổng là hết hết năm, thì các bạn biết là công việc xử lý rất là nhiều, kể cả ví dụ như tập trung vào các bạn in giấy khen cho các cơ quan, nếu các bạn đang làm với các cơ quan nhà nước thì họ thường trong bắt đầu trong tháng này là bắt đầu có những cái khen thưởng thì họ tập trung in rất nhiều. Mà nếu ví dụ như số lượng mà các bạn in, ví dụ như một ngày các bạn phải xử lý từ 300 400 tờ giấy khen, thì các bạn nếu mà sử dụng cái máy in full thì nó rất là chậm, nó rất là chậm. Do đó là các bạn sẽ thấy là cái mình có thể là các bạn sẽ nhận được số lượng nhiêu đó thôi, chứ các bạn không thể nào mình nhận được số lượng nhiều hơn nữa. Ha. Do đó lúc trước thì mình cũng đã lấy rồi, tức là lúc trước mình cũng đã sử dụng tám những cái đó, nhưng mà khi mà mình mới lên mạng mình tìm hiểu thêm mà mình mới mạnh dạn mình đầu tư một cái con máy 830DN, thì mình nghĩ nó lúc đầu thì mình cũng có những cái tâm lý như các bạn, tức là sợ cái giá mực nó cao quá mình làm không có lời, giá mực cao quá mình làm không có lời, và với lại mình không biết là cái giá cả này như thế nào. Thì khi mình đầu tư về xong rồi thì các bạn biết là mình không có thể nào mà mình gọi là mình đánh giá được là một bộ mực hay là một bình mực là mình sẽ in bao nhiêu tờ, nhưng mà mình sẽ đánh giá ước lượng dựa trên cái nguồn thu nhập của mình từ cái máy in ra và cái máy mực, thì mình thấy nó lợi nhuận nó cũng được, cho cũng được khá là lớn, khoảng là 50, cũng được 50. Thì đối với về giá in thì mình có nhiều bạn lại hỏi mình về những cái giá in nó như thế nào, thì mình cũng đã có những có một cái video trước rồi mình đã nói là các bạn không có nên áp dụng giá chung cho tất cả các dịch vụ mà các bạn đang làm ở tiệm, mà nó sẽ theo đợt hàng, theo số lượng. Nên do đó là khi mà các bạn nhận hàng, đối với nhận hàng in của khách hàng thì các bạn phải biết được cái mặt file, cái file in nó là số lượng màu bao nhiêu. Có thể là những trang in số lượng màu có 50%, số lượng 20%, 10%, 5%, và số lượng những trang in là số lượng 100%, tức là những cái số lượng mà như là in menu á, thì chắc chắn là giá cả nó sẽ khác. Đối với in màu 100% giá cả tính khác, 80% tính khác, 50% tính khác, 30% tính khác, và những cái loại mà in màu mà văn bản hoặc là một cái hình text nhỏ trong đó thì cái giá mình sẽ tính khác, một mặt mình tính khác, hai mặt tính khác. Nhưng mà ví dụ như trong quá trình khách hàng đưa tài liệu tới các bạn xem thử cái tài liệu xong các bạn báo giá cho khách hàng đó, nếu khách hàng đồng ý thì các bạn bắt đầu các bạn in. Chứ nhiều lúc các bạn thấy, nhiều lúc mình cũng gặp một số trường hợp, ví dụ như khách hàng tới alo alo tới hoặc là chat bên Zalo với mình, thì khi mà chat xong các bạn hỏi là bây giờ in một tờ là bao nhiêu tiền,
thì mình không thể hình dung được tài liệu nó là bao nhiêu tiền hết, nhưng mà cái tài liệu đó nó bao nhiêu màu hết. Tuy nhiên là khi mà mình báo giá cái là nếu mà các bạn không khinh kỹ, các bạn báo giá thì có thể nó sẽ bị hố, nó sẽ bị hố. Do đó trên giá cả in ấn thì các bạn nên áp dụng cho từng đợt hàng và cho từng khách hàng. Các bạn đừng có nên là ví dụ như các bạn cứ hỏi là cái giá anh in ở đây bao nhiêu tiền một tờ, ở đây mình khác, ở đây là mình ở ở trong thành phố nó khác. Còn nếu các bạn in ở tuyến huyện thì khác, tại vì đối với tuyến huyện thường thường là nó độc quyền nhiều hơn. Tại vì khi mà tuyến huyện có thể có một mình bạn có thôi, có thể có một mình bạn có, thì cái giá cả bạn của bạn in nó khác. Ví dụ đây mình in 10 ngàn thì các bạn có thể là ngoài đó các bạn lấy 10 ngàn, 15 ngàn. Thì khách hàng nó vẫn chấp nhận, thì chúng ta cứ khi mà báo giá khách hàng chấp nhận thì chúng ta cứ in. Chứ mình không phải là khi mình in xong rồi mình mới báo giá khách hàng. Do đó là những cái đợt hàng nào cũng vậy. Ví dụ khách hàng đưa tới thì các bạn báo giá trực tiếp với khách hàng, sau đó các bạn ok rồi các bạn chốt giá, có thể là nhận tiền đặt cọc xong các bạn làm. Đó là cái cách làm mà mình trong quá trình làm mình sẽ rút ra cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ tới cho các bạn. Chứ trừ trường hợp những cái khách hàng ví dụ như khách hàng cơ quan, trường học, hoặc là một số đơn vị mà đã làm ăn với mình giống như là làm theo từng tháng mới thanh toán ở đâu một lần hoặc từng quý là thì cái giá cả nó mặc định rồi. Cái giá cả mặc định thì mình chỉ cần đưa đưa file tới là mình in thôi, chứ mình không có thể nào báo giá được. Đó, do đó là mình các bạn nên chú ý những cái vấn đề đó trong vấn đề mà các bạn in với lại là tính giá cho các in màu đó. Thì các bạn tại vì nó mỗi vùng mỗi khác, mình không thể nào mà mình nói được. Cũng có thể ví dụ như trong cái giá in của mình ở đây, mình in có người nó rẻ có người nó mắc, có người nó rẻ có người nó mắc, thì không có thể nào mà mình cân đối được. Do đó cứ báo giá trực tiếp, các bạn cứ báo giá trực tiếp cho khách hàng là ok mình làm vậy thôi. Thì đó là một số cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ ở cái video này. Nếu các bạn mà đang có nhu cầu mà muốn tìm hiểu về dòng máy của 830DN thì các bạn cứ comment ở dưới phần video này, thì mình sẽ cho số điện thoại cho các bạn để các bạn có thể là gặp cái người bán máy á, các bạn trực tiếp các bạn cho anh đó anh tư vấn cho các bạn kỹ hơn về cái dòng này mà mình thấy sử dụng rất là ok. Rồi, video của mình tới đây kết thúc ha. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm một chút cái kinh nghiệm nữa tự mình để các bạn xử lý công việc, và các bạn có được cái gọi là cái những cái cách để các bạn nhận hàng và các bạn tính theo cái đợt giá, làm sao mà mình đừng có bị hố, mình đừng có bị giống như là bị lỗ nha. Do đó là các bạn cứ từ từ, nhiều lúc các bạn sẽ gặp những cái mối rất là lớn ha, những cái mối lớn, nhưng mà các bạn báo giá không cẩn thận là các bạn lỗ, lỗ là chuyện bình thường. Đó, do đó là các bạn nên cứ cẩn thận, cứ từ từ xem file xong hết rồi chúng ta sẽ báo giá, được thì tiến hành làm, không được thì khách hàng có thể đi nơi nào nó rẻ hơn mình, khách hàng làm. Đó là nhu cầu của thị trường, đó là cái mức độ cạnh tranh của kinh doanh. Rồi, video tới đây là kết thúc. Xin chúc các bạn có một ngày nghỉ thật là vui vẻ. Còn mình thì bữa nay chủ nhật mà cũng phải ráng lên làm thêm, tại các bạn biết cuối năm rồi thì phải mở cửa để nhận những cái hàng, ví dụ như là làm thêm những cái hàng in giấy khen, in giấy khen đồ này kia đó. In giấy khen thì thường tập trung vào cuối năm nè, và đã nhận hàng rồi thì bây giờ bắt buộc phải làm. Rồi, chúc các bạn có một ngày nghỉ thật là vui vẻ nha. Nếu các bạn thấy video có ích thì các bạn hãy nhớ đừng hãy nhớ nè, khi mà xem video của mình, các bạn hãy bấm cho mình một like để ủng hộ tinh thần, mình còn có động lực để mình ra những cái video khác. Còn các bạn nào mà mới ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy cố gắng nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông, để khi mình có những cái video mới lên thì các bạn là người đầu tiên được thông báo và xem những cái chia sẻ của mình về những ngành nghề, lĩnh vực về photo, về in ấn và những cái kinh nghiệm trong có xử lý công việc trên cái kênh Bado Optical này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé. Bye bye.